Xin được chào các bạn của Cá TV trong ngày hôm nay. Và hôm nay mình làm clip này không phải dành cho tất cả các bạn mà dành cho các bạn đang làm kiếm tiền MMO bằng YouTube, các YouTuber. Chắc tất cả các bạn đã biết trong những ngày qua có rất là nhiều thông tin về vấn đề kiểm duyệt của về vấn đề kiểm duyệt của YouTube thì càng ngày càng gắt gao hơn, và có rất là nhiều anh em cũng như nhiều người thầy giảng dạy về YouTube lâu năm đã từ bỏ nghề nghiệp của mình và quyết định quy ẩn. Thì tại sao, nguyên nhân gì đã dẫn đến cái việc YouTube ngày càng khó khăn đối với những người Việt Nam của chúng ta? Thì có rất là nhiều bài báo vừa qua chúng ta đã thấy rất là nhiều YouTuber của Việt Nam làm những nội dung content không tốt và ảnh hưởng rất nhiều đến nhiều người khác, như các trẻ em thì mang tính bạo lực, tình dục, vân vân các kiểu. Vì vậy, một số nhà quảng cáo trên YouTube quyết định rút hợp đồng và không làm quảng cáo đối với YouTube. Vì vậy, YouTube phải có một cái động thái, đó là phải kiểm duyệt gắt gao lại các tình hình. Và đáng buồn thay, tất cả nội dung content đều ảnh hưởng từ Việt Nam trong thời gian qua, và rất ít số lượng kiểm duyệt khó khăn ở nước ngoài. Và một bài báo khác, một cái báo cáo khác cho thấy ở YouTube của Việt Nam, kênh Reup, các nội dung thông tin cũng như là một số vấn đề liên quan đến chính trị, tạo ra những cái thông tin tin đồn không đúng, các bạn YouTuber đã re-up cái kênh của mình bằng những cái thông tin hot để follow theo, làm trend theo những cái nội dung nó không được hay. Và mình đã có những cái clip phản đối vừa qua về những hình ảnh bạo lực máu me up lên Facebook cũng như up lên YouTube. Hiện nay trong nhóm mình có rất là nhiều anh em đã làm MMO, đã chạy YouTube hơn 5-6 tháng nay vẫn chưa được bật kiếm tiền. Có một trường hợp đơn cử là một cái người bạn ở trong nhóm, anh đã đầu tư hết 150 mấy triệu cho vấn đề về YouTube. Anh mua điện thoại, anh nạp cạc vân vân các kiểu, đi đâu cũng chụp ảnh, đi đâu cũng quay phim, thậm chí bỏ cả vợ, bỏ cả gia đình để lao vào công việc. Và đến ngày hôm nay anh vẫn chưa được bật kiếm tiền, và nội dung hiện nay của anh thì rời rạc, chưa có một cái chất lượng, và anh đinh ninh rằng sẽ được bật kiếm tiền trong tương lai. Với cái câu nói của vài người thầy ở online là chỉ không những người làm việc hết sức là đơn giản, lao động phổ thông, chân tay, thậm chí chặt bò cũng có thể kiếm được tiền bằng cách là up lên YouTube. Rõ ràng chúng ta đã thấy được một cái trường hợp không hay cho cái ngành MMO của chúng ta, và một cái thông tin không được mấy là khả quan về YouTube hiện nay kiểm duyệt. Và hàng loạt những cái clip không có chất lượng đưa ra những cái thông tin không mấy là hay ho cho cộng đồng mạng, và những thông tin không đầu không đuôi. Ví dụ như chạy ngoài đường cũng quay, đi bộ cũng quay, quay những cái nó không có hữu ích cho cuộc sống, và nó làm trái ngược với những cái nội dung của YouTube hay ho của YouTube đã đưa ra cho chúng ta. Vì vậy, những ngày qua có rất nhiều bạn bè không biết làm cái gì sau khi mà YouTube nó làm như vậy. Thì có bạn quyết định là sẽ ngưng, có bạn quyết định là sẽ đổi qua cái ngành nghề khác. Có những trường hợp rất là đau lòng, mình học thấy là có bạn đòi bán sổ đỏ mà bây giờ không biết làm sao. Có những bạn là gia đình từ bỏ luôn, nói bạn bị khùng, bị điên gì đó, không biết. Rồi tất cả nó đang bị lắng xuống. Vì vậy mình làm cái clip này lôi kéo những bạn thật tâm muốn làm những cái kênh YouTube có chất lượng, có những nội dung đem lại ích cho xã hội. Mình nói là những nội dung đem lại ích cho xã hội và có chất lượng, có theo mô típ của bản tin, của đài truyền hình, của những phóng sự vân vân. Thì các bạn hãy liên hệ với Mr. Cá
Và cái đường link bên dưới mình sẽ để dưới vào trang Facebook cá nhân của mình. Và các bạn vào add bạn mình với nhắn tin vào bên import để kết bạn, để có những cái mục đích là làm những cái kênh YouTube nó có chất lượng hơn, thì mình sẽ add các bạn vào một trong cái group của mình sẽ đứng ra để chủ trì cho cái group đó. Mình sẽ chia sẻ những phần mềm dựng trên điện thoại cho các bạn, chia sẻ cái kỹ thuật quay trên điện thoại làm sao nó không rung, chia sẻ phần mềm để dựng phim, chia sẻ phần mềm để tạo ra những file âm thanh, và chia sẻ phần mềm chụp ảnh, vân vân các kiểu, và thậm chí chia sẻ những cái kỹ năng viết kịch bản, kỹ năng nói chuyện trước đám đông, kỹ năng biểu cảm trên điện thoại, trên ống kính, và hàng loạt những kỹ năng khác để các bạn có thể tạo được một clip nó chất lượng hơn. Như vậy các bạn chỉ cần vào Facebook của Mr. Cá, add Facebook, nhắn tin riêng với mình ha, vào nhóm YouTuber Clear, YouTuber Việt Nam Clear, là YouTuber Việt Nam sạch đó các bạn. Bạn nhắn tin vào đấy thì mình sẽ biết và mình sẽ add bạn các bạn vào. Và các bạn sẽ được cung cấp các phần mềm đó miễn phí, free, đến với bạn ngay là free, miễn phí với tất cả các bạn, không cần phải mua. Có những khóa học bên trong đó mình làm miễn phí cho các bạn hoàn toàn, không cần phải bỏ tiền ra nha các bạn. Chia sẻ thật và thành công thật. Mình hy vọng là trong tương lai ở Việt Nam mình, cộng đồng YouTuber của Việt Nam mình sẽ được đánh giá cao trở lại so với các cộng đồng YouTuber của thế giới, một chút góp sức cho Việt Nam, một chút góp sức cho xã hội. Rất mong các bạn ủng hộ cho Mr. Cá bằng cách là nhấn nút đăng ký bên dưới để follow các video. Riêng các bạn nào vào trong group thì sẽ được chia sẻ phần mềm và các chia sẻ cái kỹ năng viết kịch bản vân vân. Ok, các bạn nào có nhu cầu riêng về đặt tranh cá thì cứ liên hệ với số điện thoại của mình ha, 093 331 9191, hoặc là website www.tranhcá3dvietnam.com. Ok, remember, click to subscribe. Thank you so much.